They all look different going back up mountain. I don't know why they closed that loop, Bob, but they have. The sunset to the sunrise. Ô, anh chị từ Việt Nam hả? Dạ. Đừng có tiếng Việt Nam nè, mấy thằng Mỹ này nó ngồi nó chửi, nó nói mình nó xấu đó đó. Đừng nói tiếng Việt Nam nha. Em nói đó là mấy bữa đi chơi ngồi trên xe đó là phải gọt vỏ của trái pom. Không, trái nhỏ. Chẳng biết trái pom chưa ăn. Anh có phần của anh. Bà Cúc đưa trái pom, chị Cúc cho trái pom gì. Rồi, tới phiên anh Thành. Còn bây giờ ăn sao nó ngon quá. Thì ra nãy ăn cái lưỡi trái vô không vậy sao? It's good, sister. Cho nó một miếng, 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 miếng. Đưa apple cho ảnh đi. Thôi, xong rồi, đồ, đồ, không có cho thú vậy ăn. Thôi, chụp hình cho nó được đó. Rồi, coi, coi. Anh muốn ăn apple. Hết rồi hả? Trong dạ, này. Trái của tôi đâu hết, tôi chưa ăn mà sao hết kỳ vậy? Ai ăn? Chờ. Chị đưa. Anh đừng có la, miếng ăn là miếng tội tàn. Miếng ăn là miếng tội tàn mà không la sao được. Chìm tàu. Có con, kêu con sóc ra bắt trước. Quê chim. Ủa đấy chú. Chú của bà hả? Chú phải chú của tôi hả? Ngon. Chú của rồi. Rớt.